Quảng Bình không chỉ nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp của biển xanh cát trắng nắng vàng mà còn nổi tiếng bởi rất nhiều loại hải sản tươi ngon và phong phú. Và tôi được khuyên là nếu như muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị hải sản ở Quảng Bình thì hãy đến thăm những quán nhậu của ven biển. Ở đây nào cua, nào ghẹ, nào ốc hương, nào tôm hùm, tất cả đều tươi giói, trông đã thấy thích mắt rồi. Nhưng những món này thì tôi đã có dịp thưởng thức ở các vùng biển khác, nên hôm nay tôi quyết định sẽ thử đèn biển, một món mà tôi chưa từng ăn bao giờ. Món này là món đặc sản biển Quảng Bình. Đèn này thì ở mỗi Quảng Bình có hả chú? Hay nơi nào cũng có? Đèn này thì nói chung biển thì đều có đèn, nhưng mà riêng đèn Quảng Bình là nó ngon hơn. Ngon hơn? Vì sao? Vì như đồ mặn ở đấy, nó phù hợp kiểu sao đó thấy con chim ngon ạ. Mực nó cũng dày mà đèn nó cũng ngon hơn. Đó. Mình bắt lên kiểu gì hả chú? Bắt nó bằng cách là mình chụp ngay cái đầu. Bắt bằng tay không ạ? Bắt thì không ạ. Nó có này cắn không? Nó cắn nó độc, mình biết cách. Chú bắt thử đây nè. Em thích muốn thử không? Bay thôi. Tôi còn phạt ngay cái đâu đó. Giết điệp đó. Quay lại cạnh là vào nhà thương đó. Nó độc lắm. Chết đâu ạ? Chết người. Nếu không kịp thời là chết người ngay. Mà chính cái độc đó mà tốt. À thế à? Nó mới ngon đúng không? Thế thôi, chú bắt đây cháu không bắt được đâu. Trong lúc chú Dũng chuẩn bị làm đèn thì tôi đi giúp chú hai lá lốt và sả. Hai gia vị rất quan trọng để làm món giam đèn theo kiểu của người Quảng Bình. Hải sản được rồi. À, đấy rồi. Bây giờ mình tiến hành vào làm đèn. À, chú em đây. À, cho xem làm. Chú làm đã. À, rồi mình lấy mật đúng không chú? Ừ. Nhật mật là chỗ này. Mật nằm ngay chính giữa. Sao chú biết ạ? Nghề nghiệp thì phải biết. Điều hai màu đặc biệt. Ồ, đẹp thế. Quá đẹp này. Từ lúc mình vào làm đèn là trùng qua nước sôi. Xong rồi là mình cao cho cái lớp đây, lớp bảy này, thấy không? Thử làm đi. Ừ. Cái cao này thôi ạ. Ừ, cao đấy. Cắt nhỏ này xong rồi mình bấm. Mình bấm ra thì ạ. Rồi, bây giờ chú bấm xong cái này rồi. Bây giờ cháu lại thái nhỏ ra, xả, bấm mình. Rồi. Với là lột nữa. Rồi. Này là đủ rồi. Mình thái nhỏ ra. Thái nhỏ, bấm mình. Cũng thế đó. Thế. Như vậy là tôi với chú Dũng đã trộn xong các loại nguyên liệu với cả thịt của đèn. Còn bước tiếp theo sẽ là làm giam đúng không chú? Cuộn lại. Một cái bánh đa. Một cái là lốt bỏ ngang ra bỏ ngang với này không phải cho cái này vào đấy chăn chặt ờ đấy ông chú. Đấy, như vậy tôi đã dán xong đĩa giam đèn mùi rất là thơm ngon chú ạ. Làm đẹp thì mình phải làm một tỷ rượu này. Rượu không tanh chú ạ. Rất là vừa mà nhẹ, uống dễ uống. Nếu mà dùng đợt uống cái rượu này thường xuyên ạ. Ngày nào uống khoảng một tháng da dẻ nó khác khác đấy. Hồng hào, hồng đẹp đẹp. Nhiều cô thích ạ. Rồi, sức khỏe nhá, ăn ngon ạ. 2, 3, vô.